Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các địa phương tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung cả của quân đội, dân sự quản lý. Tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly, tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính. Do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 làm lây lan dịch. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2021, thực hiện chờ cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Cục Y tế Dự phòng đề nghị các đồng chí Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh, thành phố thông báo thực hiện nghiêm tại địa phương. Thưa quý vị, Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca ở Đà Nẵng và Hà Nội, 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại An Giang, 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, ca 2982 ghi nhận tại Đà Nẵng là nam 28 tuổi ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu từ ngày 29 tháng 4. Ngày 2 tháng 5, người này có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ngày 3 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ca 2985 ghi nhận tại Hà Nội là nam 26 tuổi ở quận Bắc Từ Liêm. Người này ngồi gần hai chuyên gia Trung Quốc, nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 4 tại tỉnh Yên Bái, trên chuyến bay VN-160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29 tháng 4. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tối qua, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng có công văn về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo kịp thời đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, đến phụ huynh việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn thành phố nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam đã ra công văn hỏa tốc cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên trường chính trị, các trường đại học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đà Nẵng là 5 địa phương cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Riêng Yên Bái và Hưng Yên là những nơi cho học sinh ở một số khu vực có nguy cơ tạm dừng đến trường. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy một công ty sản xuất mút xốp ở Bình Dương gây thiệt hại nặng. Theo đó, gần 18 giờ cùng ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn Insunpack Việt Nam rộng 10.000m2 nằm gần vòng xoay An Phú thuộc khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, bất ngờ phát hỏa. Mặc dù các bảo vệ đã dùng bình chữa cháy dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Do bên trong công ty chứa nhiều mút xốp nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh, chỉ trong ít phút đã lan rộng hàng trăm mét vuông với ngọn lửa đỏ rực. Nhận thông tin, các đơn vị phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều hơn 10 xe nước và gần 100 chiến sĩ có mặt tiếp cận hiện trường từ nhiều phía, tiến hành phun nước dập lửa và đề phòng cháy lan. Gần 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gần 1.000m2 nhà xưởng đã bị đổ sập, nhiều tài sản bị cháy rụi. Chiều tối qua, một trận mưa dông kèm theo lốc xoáy kéo dài hàng chục phút đã làm đổ sập và tốc mái hơn 100 nhà dân. Công trình phụ ở xã Sơn Phú và thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, lợp lại nhà cửa. Nhiều công trình, băng rôn khẩu hiệu bị hư hỏng nặng, hệ thống điện chiếu sáng bị mất điện nhiều tiếng đồng hồ. Đặc biệt, dông lốc xuất hiện và càn quét qua thôn Cửa Nương, Vọng Sơn, An Phú, xã Sơn Phú, làm tốc mái hơn 170 ngôi nhà, công trình chăn nuôi của các hộ dân. Cùng với đó, hàng chục hecta lúa đã trổ bông, cùng nhiều diện tích ngô, hoa màu bị đổ và hư hỏng, thiệt hại nặng nề. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngay sau khi lốc tố xảy ra, chính quyền huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng cùng với nhân dân xã Sơn Phú, thị trấn Phố Châu nhanh chóng đến giúp các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại trong cơn lốc, dựng lợp lại mái nhà và nhà cửa tạm ổn định cuộc sống. Chính phủ Campuchia đã công bố quyết định dỡ lệnh phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 đối với Phnom Penh và thành phố tiếp giáp thủ đô là Takamau thuộc tỉnh Kandan, có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 5 tới. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandan khẳng định sẽ vẫn áp dụng các biện pháp phong tỏa đối với một số khu vực thuộc hai địa bàn trên, cũng như những biện pháp cần thiết để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19. Trước đó, vào tối ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đăng tải thông tin dỡ bỏ phong tỏa Phnom Penh trên trang Facebook cá nhân. Mặc dù chính quyền thủ đô Phnom Penh đã phân cấp 4 quận gồm Dang Co, Minh Chay, Bo San Chay và Kampon thuộc khu vực đỏ bị phong tỏa hoàn toàn với những biện pháp hành chính nghiêm ngặt nhất,
nhưng có những dấu hiệu cho thấy việc kiểm soát khoanh vùng dịch bệnh đã tốt hơn khi tại những khu vực vàng sẫm và khu vực vàng ở thủ đô, người dân đã được phép buôn bán hàng hóa trở lại trong khu vực của họ sinh sống. Công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 được đề xuất trên trẻ em với sự tham gia của 3.000 thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Thông báo của Novavax cho biết các cuộc thử nghiệm sẽ kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của loại vaccine được đề xuất. Những người tham gia chương trình thử nghiệm sẽ được tiêm loại vaccine trên hoặc với giả dược gồm 2 liều và cách nhau 21 ngày. Các tình nguyện viên sẽ được theo dõi tối đa 2 năm sau khi tiêm. Hiện vaccine ngừa COVID-19 của Novavax vẫn chưa được cấp phép ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả loại dành cho người lớn. Tuy nhiên, công ty này có kế hoạch nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp ở Anh trong quý 2 năm 2021 và sau đó là ở Mỹ. Cuối tháng 1 vừa qua, Novavax cho biết các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành ở Anh với sự tham gia của 15.000 người trưởng thành, cho thấy hiệu quả 89,3%. Công ty dược phẩm Ấn Độ Natco Pharma thông báo đã được Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, Cơ quan Quản lý Quốc gia về Dược phẩm và Thiết bị Y tế của Ấn Độ cấp phép cho sử dụng khẩn cấp thuốc Baricitinib của công ty này trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ban đầu được kê đơn để điều trị viêm khớp dạng thấp, Baricitinib với hàm lượng 1mg, 2mg và 4mg vừa được phê duyệt để sử dụng kết hợp cùng với thuốc Remdesivir trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Natco Pharma với 6 cơ sở sản xuất thuốc có doanh thu hàng năm trung bình vào khoảng 274 triệu đô la Mỹ. Dự kiến trong tuần này sẽ ra mắt sản phẩm thuốc kể trên dưới tên thương hiệu Olumiant. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ vẫn diễn biến phức tạp, quốc gia Nam Á này đang vật lộn đối phó với tình trạng thiếu các phác đồ điều trị COVID-19 hiệu quả. Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ cho phép 62.500 người tị nạn vào Mỹ trong 6 tháng tới, đảo ngược thông báo trước đó của ông về việc giữ nguyên hạn mức tiếp nhận người tị nạn vào quốc gia này do chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra. Trong tổng số 62.500 người tị nạn mà Mỹ sẽ tiếp nhận, sẽ có 22.000 người tị nạn từ châu Phi, 13.000 người từ Trung Đông và Nam Á, 6.000 người từ Đông Á và 4.000 người từ châu Âu và Trung Á, 5.000 người từ châu Mỹ Latin và Caribe và 12.500 người còn lại vẫn chưa được phân bổ. Quyết định trên được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi ông Biden phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ giới lập pháp đảng Dân Chủ, cũng như những người ủng hộ người tị nạn vào Mỹ, khi ông thông báo giữ nguyên hạn mức người tị nạn được phép vào Mỹ của chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump. Những người chỉ trích cáo buộc Tổng thống Biden đã không giữ lời hứa tranh cử rằng sẽ chào đón những người gặp khó khăn vào Mỹ. Tỷ phú Bill Gates và vợ Melinda Gates, trong số những nhà từ thiện có ảnh hưởng nhất trên thế giới, vừa tuyên bố sẽ ly hôn sau 27 năm chung sống và đã có với nhau 3 con. Cả hai hiện đang điều hành quỹ Bill and Melinda Gates, tổ chức đã dành hàng tỷ đô la Mỹ để đấu tranh với các nguyên nhân như bệnh truyền nhiễm và khuyến khích tiêm chủng ở trẻ em. Quỹ này hiện có trị giá tài sản lên tới hơn 51 tỷ đô la Mỹ. Theo tờ New York Times, cặp đôi đã cùng nhau nổi lên như những nhân vật hàng đầu trong cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu và quyết định đường ai nấy đi của họ có khả năng gây ra những làn sóng chấn động trong các lĩnh vực từ thiện, sức khỏe cộng đồng và cả kinh doanh. Vụ ly hôn cũng sẽ đặt ra những dấu hỏi mới về số phận khối tài sản của Gates, trong khi các thông tin chi tiết về tài chính liên quan tới quyết định này vẫn chưa rõ ràng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh lúc 9 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.